trong thời gian vừa qua thì tôi cũng đã bám sát căn nhà mình làm nghe cả nhà. Thì hôm nay cũng giai đoạn gần xong rồi, thì bây giờ Cường cũng chia sẻ lại cho các bạn thì cũng sơ lược cái cơ bản nó gần xong như thế nào. Thì cũng như các thợ miền Tây thôi, làm cũng vất vả trong cái thời gian qua. Thì Cường mời xem các bạn xem cái video của Cường chú Phù Hồ. Đây đang mình đang quậy hậu dầu để đốt gạch nha cả nhà. Thì chú đang này rất quyết liệt, đổ mồ hôi luôn, chắc chiều phải vô vài xị cho nó khỏe lại. Nại là nại chủ yếu là để ra mồ hôi rồi ăn chiều nhậu cả nhà ơi. Thợ miền Tây là nhậu không à. Đây là nãy cán giờ còn có chút xíu cũng hết rồi. Đây thì sơ lược cái mặt tiền thì chúng ta cũng đã hoàn thiện nha cả nhà, chỉ còn lắp cửa thôi với trà gòn. Đây thì cũng đang chuẩn bị đốt gạch cái hàng ba lại nữa là sẽ hoàn thiện thôi cả nhà. Đây đang lấy cái gốc e ke để lót gạch cho cả nhà. Đây là anh Thầu nha, anh Thầu đẹp trai ở miền Tây. Thế còn trẻ tuổi mới làm thầu nha cả nhà. Cái này làm nhà cũng có vài cái video làm lại kỷ niệm nha, chứ xưa giờ không có đâu nha. Cái hàng ba này, cái hàng ba này mình thiết kế là tức là cao hơn ở trong nhà khoảng vài phân nha cả nhà. Tại vì thường nhà ở miền Tây á thì cả nhà thấy không, thì mình làm cái kết trước nè. Tức là cái kết ăn trước á thì bắt đầu làm mình nó làm bằng vậy đó. Làm bằng liền vô trong á cả nhà, thì bắt đầu mưa á. Mưa cái lượng mưa lớn á, cái bắt đầu nó tạt vô, thì bên kia thì mình sẽ thiết kế hồ khác hơn chút xíu. Bên đây thì cũng có cái mẫu nhà cắt gọi cũng rất dễ thương nha cả nhà. Thì cái mẫu nhà này cả nhà thấy không, thì cũng có một cái bán sói nhỏ phía, cái bán sói nhỏ phía trước cũng rất đẹp. Thì cũng dán gạch rất là phối màu cũng rất là ok. Nhưng mà có cái phần ở phía trên đó cả nhà, đó là phía trên không, thì cả nhà thấy thì mình xài bê thì trong khoảng 1 năm 2 năm bắt đầu bê nó sẽ nó phai màu ngay cả nhà. Thì bên đây thì Cường cũng có thiết kế là chỉ là dán gạch cho nó sạch thôi, cũng rất đẹp. Thì đây cái mẫu thì cũng cũng rất là dễ thương cả nhà. Cái mẫu bên kia là mẫu cửa kéo, còn bên đây là mình xài cửa là dạng cửa sổ là cửa lùa, và cửa nhôm là nhôm kiểu mà cả nhà. Cửa nhôm kiểu thì bình thường nó rất yếu mà cả nhà. Đây trước cửa nhà thì Cường cũng thấy có một cây vú sữa. Cây vú sữa này nó nhỏ mà nó cũng có trái rất nhiều mà cả nhà. Cả nhà thấy không? Đây là mình đi xa cho cả nhà thấy. Cái vú sữa này cũng rất nhỏ mà trái thì cũng nhiều hơn cả nhà. Thì phía trước thợ cũng đang chuẩn bị làm cái gì. Bà nào chết? Ung thư đạo chứ có mà vô làm cà phê đi, cà phê nhanh uống. Vô làm cái ca bự đi cho nó muốn uống như vậy. Cưa ngay nha, nó đi về đá về đây nè. Nữa đi anh kéo nữa em coi rồi à, chưa để thử đi em. Đó gần tương đối rồi đó. Nữa trở về bên vô lòng anh chút xíu nữa.
đó đó ngày đó. Đi đường gòn cho nó ăn ở trong này cả nhà. Bên trong thì thợ đang dán cái khâu hoàn thiện cả nhà, đang vệ sinh cho nó đẹp, cũng như dính cái xi măng này kia. Quay hai thùng hồ dầu xong là chiều uống 2 lít ha. Hồ dầu, hồ dầu. Ủa cái phần thấy bên kia thấy nó hơi hồ hơi thấp không anh Thủy? Cái hồ bên chỗ này nè. Thấy nó hơi xấu vậy. Chút gì nữa định định. Tay đó cho gọi đi. Đó cái lỗ tay đó, lỗ tay cho nó xong luôn. Chét lỗ tay với chét cái cạnh này luôn nè. Cái cạnh này cũng chưa tồn nữa nha. Bây giờ mình đang giảm giá cái kẻ tường ở cả nhà. Buổi chiều nay gắng làm cho xong. Gặp được gạch đen hả chú Sống? Cái này còn dư mấy viên hả? Có đó dư để viên đi. Nè, hai miếng vàng nè. Nè, hai miếng vàng. Đỏ. Cái này để kỹ kỹ chỗ này bên nha, để thôi nó rớt nó bể. Nó chơi lớn vậy. Thì buổi chiều nay thì thợ cũng đang làm quyết liệt cho buổi xong buổi chiều nay luôn. Bên kia là mồi đang treo trên xe luôn nghe luôn cả nhà. Giá chiều nay cho thợ ăn lẩu với giá. Bình thường mình lố gạch thì mình sẽ cho một mớ hầu dầu xuống thì cho nó cứng lên cả nhà. Lót cái gì nó không có bọng giữa, giờ mình đi nó không bể nữa.
À, hầu này lót hao dầu, hồ dầu hao quá. Nhà này sẽ có 20 bao hồ dầu. Lót cái này bao gỡ luôn. Nhà hên nó ngày bông á, có cái bông mà. Đây là mấy thợ của đây là các nhà miền Tây nha cả nhà.